Xin chào tất cả các bạn. Trong chương trình giới thiệu hàng loạt các trường tại Canada thì hôm nay công ty du học Tân Đại Dương xin gửi đến các bạn một cái ngôi trường mới là Đại học Cape Breton. Đây là trường của các nghiên cứu nghệ thuật cũng như và sự cộng đồng. Trường thì tọa lạc ở đảo Cape Breton, tỉnh bang Nova Scotia, nằm ở phía đông Canada. Một hòn đảo xinh đẹp với 4 mùa là 4 màu sắc và hương vị độc đáo khác nhau. Nơi đây được mệnh danh là một thiên đường cho những ai muốn khám phá những bộ môn thể thao giải trí như bơi lội, đi bộ, lướt sóng, trượt tuyết và trượt băng v.v. Năm 2009 thì hòn đảo Cape Breton vinh dự được độc giả của tạp chí Travel and Leisure bầu chọn là hòn đảo nước thứ 3 trên thế giới bởi vẻ đẹp về tự nhiên hết sức ngoạn mục. Lòng mến khách của cư dân địa phương dù chỉ mới hơn là 110.000 người và nền văn hóa lịch sử lâu đời phong phú. Nếu bạn đang lưỡng lự trong việc lựa chọn một trường đại học danh tiếng ở Canada để theo đuổi một con đường học vấn nhằm tạo dựng sự nghiệp trong tương lai, nhưng điều khiến bạn đang băn khoăn nhất chính là chất lượng đào tạo của họ. Và liệu những gì bạn tìm hiểu về ngôi trường thì có đúng với thực tế hay không? Nhưng khi bạn đến với ngôi trường đại học Cape Breton thì bạn sẽ biết được cái sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đây là mái nhà chung của hơn 500 sinh viên quốc tế đến từ 29 quốc gia trên thế giới. Một môi trường văn hóa và học thuật hoàn toàn lý tưởng đối với những ai yêu thích khám phá thế giới. Với mục tiêu trở thành trường đại học chất lượng hàng đầu của Canada thì sinh viên của trường được học tập trong một môi trường với trang thiết bị thật là hiện đại, chất lượng giảng dạy uy tín và đội ngũ giảng viên thì hết sức tận tình, truyền thụ kiến thức cho sinh viên. Do đó, khi mà lựa chọn học tại Đại học Cape Breton làm bệ phóng cho tương lai, đó là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của du học sinh. Về cái trường thì trường là trường của các nghiên cứu nghệ thuật và cộng đồng. Đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bằng loại cử nhân thì gồm có các chuyên ngành như là nhân loại học, giao tiếp, tiếng Anh, tâm lý học, xã hội học và nghiên cứu về thể thao và con người. Và các văn bằng về quản trị như là bằng quản trị và điều hành cộng đồng, chứng chỉ nghiên cứu di sản, chứng chỉ quản trị cộng đồng, chứng chỉ nghiên cứu sân khấu, chứng chỉ thì khoa âm nhạc dân tộc v.v. Ngoài ra trường còn là trường kinh doanh của Shannon, chuyên đào tạo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh về phát triển kinh tế cộng đồng, cử nhân quản trị kinh doanh về các chuyên ngành như là kế toán, kinh tế, nghiên cứu pháp lý, công nghệ thông tin, quản trị và tiếp thị du lịch, chứng chỉ phát triển về chuyên môn. Ngoài ra trường là trường của sự giáo dục sức khỏe và thịnh vượng về các chương trình như là thạc sĩ giáo dục về công nghệ thông tin. Có các chương trình cử nhân về các ngành như là giáo dục, khoa học, điều dưỡng, khoa học dinh dưỡng con người. Hệ thống văn bằng chứng chỉ bao gồm các văn bằng về giáo dục, có các chương trình giảng dạy, văn bằng về giáo dục, có các chương trình về hướng dẫn, văn bằng về nghiên cứu giáo dục thì có các chương trình về giáo dục nghệ thuật và chứng chỉ nghiên cứu giáo dục. Thứ tư, trường là trường khoa học và kỹ thuật, gồm có các chuyên ngành như là cử nhân khoa học nghiên cứu cộng đồng, cử nhân kỹ thuật công nghệ, cử nhân kỹ thuật về quản lý khẩn cấp, cử nhân công nghệ về chuyển giao. Ngoài ra trường còn có hệ thống các chứng chỉ như là hoạt động khí tự nhiên hóa lỏng, hoạt động dầu khí và văn bằng công nghệ chuyển giao. Đặc biệt thì chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành phát triển kinh tế cộng đồng. Ngoài ra thì điều kiện nhập học tại trường đó là bạn phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò quản lý, và kỳ nhập học của bạn là có thể vào mùa thu vào tháng 9 hoặc là mùa đông là tháng 1, và TOEFL IBT của bạn là phải 80 trở lên và IELTS thì không có môn nào dưới 6 chấm. Và với những thông tin dưới đây thì cũng hy vọng là Tân Đại Dương cũng đã đem đến cho các bạn một cái thông tin bổ ích về trường đại học Canada, và mọi thắc mắc về thông tin cũng như hồ sơ du học Canada thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với công ty du học Tân Đại Dương theo số điện thoại là 38484879 hoặc truy cập vào website www.tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào các bạn.